Các bệnh nhi ngoại trú ở thành phố Hồ Chí Minh có thể vẫn được hưởng bảo hiểm y tế giống như các bệnh nhân nội trú. Đây là kiến nghị mới nhất của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố. Và nếu được phê duyệt thì giải pháp này sẽ góp phần đáng kể giảm tải ở hai bệnh viện nhi trên địa bàn. Trao đổi với Chào buổi tối ngày hôm nay, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm tránh dồn ứ bệnh nhân tại các khu nội trú, nhiều bệnh viện nhi như là bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 đã chuyển những ca điều trị nội trú sang ngoại trú với những trường hợp đã tạm ổn. Tuy nhiên thì vấn đề nảy sinh là nếu chuyển sang ngoại trú thì các bệnh nhân sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế nữa, nên nhiều gia đình vẫn muốn con em mình được nằm viện thay vì về nhà để tiếp tục điều trị. Vì thế, việc thanh toán bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân ngoại trú nếu được thực hiện sẽ giúp các bệnh nhân yên tâm điều trị và quan trọng hơn là giúp giảm tải nghiêm trọng ở các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Theo quy định hiện hành thì bệnh nhân nhập viện mới được quyền hưởng bảo hiểm y tế, còn những bệnh nhân điều trị ngoại trú thì phải tự chi trả. Vâng, nhắc đến tình trạng quá tải tại hai bệnh viện nhi ở tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì không thể không nhắc đến một câu chuyện đang gây tranh cãi những ngày qua liên quan đến giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Với một loạt các bài báo được đăng tải trên một tờ báo vào đầu tháng 11 vừa qua với nội dung nhằm buộc tội giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Tấn Bình về sự quá tải và cuối cùng thì công kích thẳng và cho là giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh không chịu tiếp nhà báo hay là say xỉn trong giờ làm việc. Sự việc thì đã khiến vị giám đốc này không khỏi bức xúc. Và trong cuộc họp báo gần đây nhất với báo chí thì ông Bình đã thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân ông cũng như ngành y tế thành phố đã nỗ lực hết mình trong nhiều năm qua nhằm làm giảm tình trạng quá tải tại hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2. Ông Bình cũng trần tình là trong bao năm ông công tác thì không bao giờ có hiện tượng say xỉn trong giờ làm việc như tờ báo trên có viết. Nếu làm sai thì ông nhận trách nhiệm mình đã sai. Còn nếu nói như tờ báo nêu trên thì trong thời gian qua đã phủ nhận công lao của ngành y tế thành phố trong nhiều năm. Và khi đưa ra những nhận định của mình về câu chuyện này thì ông Bình cũng không khỏi xúc động và có những lúc đã khóc cả trong buổi họp báo. Vâng, và chúng tôi thì không có căn cứ để nói rằng là bài báo về ông Bình thì là đúng hay là sai và cũng không có ý định bênh vực cá nhân ông Nguyễn Tấn Bình. Tuy nhiên thì theo những ghi nhận thực tế của phóng viên chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong những năm gần đây thì tình trạng quá tải tại hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 thì đã có sự cải thiện đáng kể. Và thời điểm này thì không thể phủ nhận là có quá tải đôi chút, nhưng bởi đây là thời điểm xảy ra cùng một lúc nhiều loại dịch bệnh như là sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là các bệnh về hô hấp do thời tiết chuyển mùa, nên là nhiều gia đình ở thành phố cũng như là ở các địa phương lân cận đã đưa con em đến để khám và điều trị. Nhưng những năm vừa qua thì tình trạng quá tải đã không còn trầm trọng như trước nữa, và có lẽ đây là hiệu quả từ việc mấy năm nay thì Sở Y tế thành phố đã xây dựng hàng loạt các khoa nhi ở các bệnh viện tuyến quận huyện và số giường bệnh nhi ở các bệnh viện quận huyện thì đã tăng lên rõ rệt, và việc tăng cường đầu tư xây dựng các bệnh viện nhi được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến nay thì quan tâm và đã có thể nói là đã mang lại những hiệu quả. Vâng, và khi một số báo chí có bày tỏ thái độ không hài lòng với cách trả lời của người đứng đầu ngành y tế thành phố thì thực tế cho thấy là có nhiều những chi tiết mà một số bài báo mô tả về tình trạng quá tải đều có vẻ như là không bi đát như tựa đề mà bài báo nói đến. Và thực tế thì việc giải quyết quá tải là giải quyết cơ bản với tần suất bệnh thông thường. Trong tình hình kinh phí, nhân sự và mặt bằng đời sống xã hội như hiện nay thì việc giải quyết quá tải các bệnh viện nhi của ngành y tế thành phố cũng có thể được coi là một sự cố gắng rất lớn.